chuyên nghiệp, sáng tạo, đoàn kết, kỷ luật là những dấu ấn nổi bật trong đợt tập huấn cán bộ tăng thiết giáp toàn quân năm 2023 diễn ra tại Quỳnh Lưu, Nghệ An vừa qua. Đợt tập huấn thể hiện tinh thần quán triệt nghị quyết 1659 của Quân ủy Trung ương nói chung, triển khai hiệu quả nghị quyết 17 của binh chủng tăng thiết giáp nói riêng về việc nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2023-2030 và những năm tiếp theo. Tăng cường bồi dưỡng, tập huấn nâng cao trình độ toàn diện cán bộ huấn luyện là một trong những giải pháp binh chủng tăng thiết giáp xác định mang tính then chốt quyết định chất lượng huấn luyện. Lần tập huấn lần này, chúng tôi triệu tập các thành phần là cán bộ chủ chốt, các đồng chí là chủ nhiệm tăng thiết giáp của các quân khu, quân đoàn, quân chủng hải quân. Trong đó có những tiểu đoàn mới thành lập như tiểu đoàn 15 thuộc sư đoàn 10 của quân đoàn 3. Các đồng chí đã bố trí sắp xếp công việc với công tác chuẩn bị hết sức chu đáo từ chương trình, kế hoạch và lập trình, cũng như chuẩn bị các đội mẫu với đội ngũ giáo viên, cán bộ huấn luyện dày dạn kinh nghiệm của binh chủng tăng thiết giáp. Chúng tôi cũng mời các đồng chí trưởng khoa, các đồng chí chủ nhiệm bộ môn, cán bộ của các học viện quốc phòng, học viện lục quân, học viện chính trị và các đơn vị liên quan cùng trao đổi kinh nghiệm. Để chuẩn bị tốt cho đợt tập huấn, Thường vụ Đảng ủy binh chủng tăng thiết giáp đã tổ chức rút kinh nghiệm toàn bộ quá trình huấn luyện, tập huấn những năm trước đây của lực lượng trên cơ sở đánh giá nghiêm túc điểm mạnh, điểm yếu của các quân khu, quân đoàn, quân chủng. Trong đó có nội dung đột phá về công tác cán bộ. Đây là nội dung quan trọng nằm trong nhiệm vụ chính trị trọng tâm của binh chủng tăng thiết giáp. Binh chủng đã làm tốt công tác chuẩn bị, chỉ đạo chặt chẽ và trực tiếp là lữ đoàn xe tăng 25 để đăng cai làm công tác chuẩn bị trong công tác tổ chức huấn luyện. Ngoài thống nhất được nội dung, phương pháp tổ chức huấn luyện, thống nhất được tư duy và nâng cao được chất lượng huấn luyện cho đội ngũ cán bộ tăng thiết giáp toàn quân, thì đợt tập huấn này cũng là nơi tập hợp được anh em cán bộ tăng thiết giáp toàn quân để quyết tâm thực hiện ấy là đoàn kết, hiệp đồng, lập công, tập thể, xây dựng các lực lượng tăng thiết giáp vững mạnh, mẫu mực tiêu biểu, sẵn sàng chiến đấu cao, huấn luyện giỏi, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ. Trong 3 ngày, từ 17 đến 20 tháng 4 năm 2023, đội ngũ cán bộ chỉ huy các đơn vị tăng thiết giáp được cung cấp bồi dưỡng nhiều nội dung quan trọng như khai thác sử dụng hệ thống mô phỏng xe tăng T-54B, T-55, giới thiệu hệ thống trợ lực lái xe T-54, T-55 và xe T-54 cải tiến, giới thiệu một số nội dung điều lệnh tác chiến mới của tăng thiết giáp, thực hành bắn kèm nòng 14,5 ly trên xe T-55 và PT-76, tổ chức tọa đàm giao lưu triển khai nhân rộng mô hình kíp xe tăng mẫu mực tiêu biểu cùng nhiều nội dung mới, nội dung cần được thống nhất khác và giới thiệu một số vũ khí trang bị mới, vũ khí cải tiến. Nhiều nội dung được áp dụng các đề tài, sáng kiến cải tiến mà binh chủng nghiên cứu để ứng dụng vào huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu. Trong nhiều năm qua thì binh chủng tăng giáp cũng đã phối hợp với tập đoàn công nghệ cao của Viettel đã nghiên cứu chế tạo rất nhiều cái sản phẩm liên quan đến nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu xe tăng. Đấy, từ thiết bị mô phỏng, thông tin thì trong đợt tập huấn này thì cũng giới thiệu cho lớp tập huấn trong toàn quân khai thác ứng dụng cái công nghệ mà tập đoàn Viettel đã nghiên cứu để áp dụng vào huấn luyện. Đây là nội dung rất cần thiết đối với tăng thiết giáp, nhất là thao trường bãi tập ngày càng thu hẹp và cái đối tượng tác chiến, nhiệm vụ huấn luyện ngày càng yêu cầu cao. Đặc biệt, cán bộ các đơn vị tăng thiết giáp trong toàn quân được nghiên cứu lý luận tổ chức, phương pháp diễn tập chiến thuật tăng thiết giáp hai bên và thực hành chiến đấu diễn tập hai bên, thực hành đối kháng. Đây là nội dung mới và khó, lần đầu tiên được tổ chức tập huấn để áp dụng vào huấn luyện đối với đơn vị tăng thiết giáp mang tính đặc thù. Nội dung này cũng đặc biệt có ý nghĩa đối với lữ đoàn xe tăng 215 của binh chủng tăng thiết giáp, đơn vị đăng cai phục vụ đợt tập huấn. Trong cái nội dung tập huấn thì nó có rất nhiều nội dung mới, như nội dung là diễn tập đối kháng hai bên. Nó là trong cái khoa mục này nó sử dụng rất nhiều vũ khí trang bị của lữ đoàn, do vậy nó có ý nghĩa đối với lữ đoàn là rèn luyện về công tác tổ chức, rèn luyện cho cái khả năng tổ chức hiệp đồng của cán bộ chiến sĩ trong lữ đoàn. Cái ý nghĩa thứ hai là trong cái đợt đăng cai này thì lữ đoàn sẽ được tiếp xúc với các đơn vị tăng thiết giáp trong toàn quân, là một cơ hội để học hỏi kinh nghiệm của các đơn vị để về lữ đoàn để tham gia tập huấn. Xác định đăng cai tổ chức tập huấn cán bộ tăng thiết giáp toàn quân là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm năm 2023,
Đảng ủy Lữ đoàn Xe tăng 215 đã lãnh đạo chỉ đạo xây dựng kế hoạch triển khai, bảo đảm phục vụ chu đáo cho gần 570 đối tượng tham gia tập huấn, sát thực tế, an toàn tuyệt đối, hiệu quả cao. Khi đến đơn vị thì cảm thấy đơn vị tiếp đón rất là nồng hậu, những nội dung chuẩn bị để tiếp đón đoàn tập huấn rất là chu đáo. Các anh em phục vụ cũng như ban tổ chức đã chuẩn bị đầy đủ các nội dung để bảo đảm trong quá trình tập huấn, học viên sẽ nắm chắc được các nội dung, bảo đảm cho cái việc tổ chức, huấn luyện và truyền đạt lại các nội dung tập huấn của binh chủng lần này về cho đơn vị, góp phần và thực hiện cái nhiệm vụ của đơn vị được tốt hơn. Mỗi cá nhân về hội tụ, tham gia tập huấn tại Lữ đoàn Xe tăng 215 đều có tinh thần học hỏi cao, chấp hành nghiêm kỷ luật của đơn vị, quy định của ban tổ chức, phát huy tinh thần đoàn kết hiệp đồng, sáng tạo, tích cực, trao đổi thảo luận và chia sẻ kinh nghiệm, trau dồi kiến thức. Đợt tập huấn đã trở thành nơi hội tụ trí tuệ tập thể, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ tăng thiết giáp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Đối với Lữ đoàn 22, chúng tôi là Lữ đoàn Xe tăng đầu tiên của Quân đội Nhân dân Việt Nam được tham gia lớp tập huấn lực lượng cán bộ tăng giáp toàn quân, thì tôi thấy có ý nghĩa rất lớn. Thông qua tập huấn được giao lưu học tập kinh nghiệm của các đơn vị tăng thiết giáp trong toàn quân, làm cơ sở tiền đề về vận dụng áp dụng vào đơn vị, tổ chức huấn luyện xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, mỗi mục tiêu biểu, góp phần nâng cao sức chiến đấu của lực lượng tăng thiết giáp toàn quân. Đây là một dịp cơ hội để chúng tôi học tập, trau dồi kiến thức, nâng cao trình độ năng lực để về lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành đơn vị, huấn luyện, sẵn sàng đấu, đạt kết quả cao nhất. Qua đợt tập huấn, binh chủng tăng thiết giáp nắm được chất lượng, khả năng huấn luyện sẵn sàng chiến đấu của đội ngũ cán bộ chủ chốt các đơn vị, thống nhất phương pháp huấn luyện, nâng cao trình độ nhận thức cho đội ngũ cán bộ tăng thiết giáp là cơ sở để Đảng ủy binh chủng tăng thiết giáp có biện pháp lãnh đạo chỉ đạo đồng bộ, quyết liệt hơn nữa, củng cố sức mạnh tổng hợp của lực lượng có bề dày truyền thống đầy tự hào, đã ra quân là đánh thắng,